chiếc xe khác nha các bạn. Sửa container nữa nha. Thì xe này chở hàng đông lạnh này. Super power nha. Mà nhìn từng chi tiết rất là đẹp đó nha. Rồi ok. Tiếp theo đây là một chiếc xe lũ nha các bạn. Yeah. Wow. Cái này có thể tháo ra, tháo vào được nha các bạn. Mình sẽ gắn vào bàn xem. Tiếp theo đây là một cái thực trắng các bạn ạ. Rồi là dễ thương nha, một cái hướng nha, một tạo màu xanh. Nó cảm thấy xoay, nó đẹp. Nó cảm thấy xoay. Thật là đẹp nha các bạn. Yeah. Ok, tiếp theo là thêm một cái robot giống như thế này. Đây là một cái xe robot này. Siêu khủng luôn, siêu robot này, hai đứa con, hai đứa này, nghe các bạn chưa, rất là ngầu luôn nha, tiếng chi tiết rất là, rồi bây giờ mình sẽ biến thành cái này, ok, mình sẽ đưa vào đây, rồi tay này.